Thứ nhất là có một vị hỏi là khi xin sư giải thích dùm cái câu là khi còn sống con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội gặp gỡ nhau, nhưng thực ra đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là bớt đi một lần gặp gỡ. Thì người đời đó, nhiều người họ có quan niệm là hãy quý trọng từng cái giây phút mà mình gặp nhau. Bởi vì có thể là mình gặp nhau đây rồi mình chia tay, thì hãy quý trọng từng cái giây phút mà mình có mặt, quý trọng từng giây phút mà mình ở bên nhau. Thì nghe có vẻ hay, nhưng mà sư xin thưa nó không phải là tinh thần của Phật giáo. Tại vì cái tư tưởng ấy mà coi như là mình hưởng thụ trọn vẹn cái giây phút hiện tại, rồi mình sống hết lòng với cái giây phút hiện tại, đó là tư tưởng của ngoại đạo. Nhớ cái chuyện đó. Cái tư tưởng này không có trong Phật giáo. Không có cái chuyện mà mình cầm chén nước lên, mình uống nước, rồi mình cảm nhận cái sự mát mẻ của dòng nước, rồi mình có cái sự đắm chìm trong cái sự an lạc đó. Mình gọi đó là sống với giây phút hiện tại, thì sư xin thưa là không có. Hoặc là mình gặp nhau rồi mình quý trọng từng cái giây phút gặp gỡ, rồi mình sống hết lòng với người ta, rồi mình bảo đó là tôi sống hết lòng với giây phút hiện tại, thì cũng không phải. Phật giáo, nhất là tinh thần tứ niệm xứ, là chúng ta ghi nhận cái giây phút hiện tại đúng với bản chất của nó. Ví dụ như mình gặp gỡ một ai đó mà mình thích thú, gặp gỡ một ai đó mà mình thương, mình mến, mình ghi nhận ngay lập tức cái cảm giác đó, à tập tham đang có mặt. Hoặc mình ghi nhận là à tôi đang gặp một cái đối tượng mà tôi thương mến. Nó như thế nào ghi nhận y như thế đó, không thêm bớt, không mang cái tình cảm mình ra đánh giá. Đó là theo đúng tinh thần tứ niệm xứ. Quý vị phải phân biệt. Tinh thần tứ niệm xứ là cái giây phút hiện tại nó như thế nào, mình ghi nhận nó đúng y như thế đó, không thêm bớt, không đánh giá, ghi nhận đúng với bản chất của nó. Đó là tinh thần tứ niệm xứ. Còn tinh thần của ngoại đạo, tinh thần của những người tà kiến, là họ sẽ sống hết mình, họ hưởng thụ cái giây phút hiện tại. Hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên mình hưởng thụ giây phút hiện tại thì mình cứ tiếp tục luân hồi. Còn mình ghi nhận giây phút hiện tại đúng với bản chất của nó là mình sống với cái quan niệm thoát vòng sanh tử. Nhớ. Thành ra có nhiều câu nghe có vẻ rất là Phật giáo mà mình phải tỉnh táo, mình phân biệt.